Là cái chân xúc. Người ta nói á là châu bò hút nhau, người khôn hưởng lợi. Đấy, cái nhìn của nó kìa. Ôi ôi, tao nói là trời ơi, không biết ai hành còn em đấy. Ôi dồi ôi. Xuống đây. Sao vậy? Sao dai dữ vậy trời? Ủa trời ơi. À, giết người, bớ người ta giết người. Không được. À. Đây dạ có chịu xuống không? Đây dạ chịu xuống không? Không được anh. Bớ người ta. Ôi trời ơi. Bây giờ cái luật chơi của chúng ta rất đơn giản, phía sau chúng ta có một cây cầu nó dạng thòn và dọc đường của cái cầu tre thì sẽ có những trái thốt nốt sẽ được nổi linh binh ở trên mặt hồ. Nổi linh binh trên mặt hồ. Rồi chúng ta sẽ dùng cái cây, cứ mỗi đội dùng cây sao mình dứt được cái dứt em vớt được không? Em vớt mình kẹp lên đó, mình lấy trái đó lên. Cứ mỗi trái mình sẽ được 50 ngàn. Cái phần thưởng 50 ngàn đó sẽ được cộng dồn vô để chúng ta có số tiền để cho thử thách tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của Đại Chiến Ẩm Thực. Yeah. Kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta sẽ cầm hai cái cây. Mỗi thành viên sẽ cầm một cái cây, sau đó mình là kẹp đấy tốt nốt. Mình rinh lên, mình bỏ vô cái rổ. Mỗi trái chúng ta sẽ nhận được 50 ngàn đồng. Vậy là một người cầm cái rổ và một người cầm hai cái chèo để móc. Dạ không, mà mỗi người một cái chèo, cái rổ để đâu thì tùy mình thôi. Đó, thí dụ cầm đi. Rồi, mình kẹp nè. Kẹp nè. Kẹp. Rồi, bỏ vô rổ. Thử thách này không hề đơn giản. Rồi, các đội chơi đã hiểu chứ nè. Bây giờ mình chơi demo trước được không? Nè, có hai trái kìa. Đó, là cái hút nốt đó. Thử đi. Đây. Không phải đâu, nước mà, nước nổi nè. Rồi, kẹp vô. 2, 3. Nổi không? Khó. 2. Cái này, bên kia hư rồi. Tội nghiệp quá. Thôi. Mời tới đây để làm nhục. Không, tới đây để làm trò cười. Trò cười. Đừng có chút đẹp nữa con. Rồi, đẹp chưa? Tôi quá đẹp. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa. Thử thách của chúng ta xin phép được bắt đầu. Tranh thủ đi. Ủa sao vậy? Sao mình tách ra vậy? Bây giờ nè, mình cứ giành giật nhau. Thôi đi đâu. Ừ, tiến lên đi. Tiến đi. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, anh ơi, đừng có chen anh ơi. Ngoại ơi, cứu con. Ôi, lập. Trời ơi, đừng. Đừng có rung rinh. Thôi anh Hưng ơi, mình lấy mấy cái gì cho dễ anh Hưng. Anh. Ủa? Đi, mình qua đây, đây nè. Từ từ, dễ. Coi chừng đó khó lắm nghe. Trời ơi. Cái gì vậy anh ơi? Cố lên, trời ơi. Anh Hưng kẹp bên trên xuống đi, em ở dưới lên nha. Cố lên nào. Ôi, nó trơn lắm nha. Khó lắm. Rồi, em biết rồi, biết rồi. Nó trơn lùi hà. Nè, từ đó, thấy chưa, đâu có dễ. Đâu có dễ đâu. Để cái chi sát xuống, để cái em quay cái mặt lại. Em để cái rổ sát xuống. Chịu. Chị thấy. Cố lên. Thả đội kia mình ăn gian phải không? Cái gian gì? Thả xuống, không có để cái rổ đụng nước.
Ai nói không có nói nha, con quỷ kia nha, nãy con giả cho bây giờ nha đâu. Thôi kỳ cục quá hà. Vậy là không cho rổ đụng xuống nước đúng không? À, rồi bắt đầu từ khúc này là rổ không đụng xuống nước. Mình ăn gì ăn đại đi. Hai cái máy chạy hình cái chữ ghê không? Ừ, nhưng mà thức mình ghê đúng không? Thiệt có bỏ vuốt không được. Trời ơi, vớt lên đại đi, bên kia nó ăn gian quá trời quá đất kìa. Ăn gian nó kệ đó thì mình chơi là mình chơi không ăn gian. Cố lên, cố lên. Em đẩy qua anh, em đẩy qua em kìa. Đó kẹp rồi rồi. Đưa cái rổ vô, đưa cái rổ vô. Để xuống được. Ấp ơi, trời ơi. Hay quá, 10 điểm. Hết lên rồi đó. Anh đẩy về phía em. À, ừ. Đúng rồi, đẩy về phía em. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, nặng quá. Chết rồi, nó chìm luôn rồi. Ui. Ui, nó nặng quá. Em với anh cùng kẹp vô. Ui. Cẩn thận. Trời ơi, có chân đó. Đây nè, thấy cái chiều này của cái cây dầm này không? Nó sập hơn một cái là nghe. Chết à. Bây giờ nè, mình vớt mình kẹp lên. Chứ mình không được mà ăn gian, mình vớt mình lấy cái rổ mình đưa kìa, xuống đây, cái rổ đốt kìa. Có nào. Ơi ơi, cái gì mà nhúng cái trái, cái rổ xuống dữ vậy? Đi tới, tới, tới. Ở đẳng kìa, ở đẳng kìa, ở đẳng nhiều lắm kìa. Mình đi tới đi, kẹt xe quá nè. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Trời ơi, không được khá cái hôi kìa. Đó, đó, coi kìa. Trời ơi, thôi đi tới đi nè. Trời ơi, được rồi. Tao bạc chứ chị. Cẩn thận nha. Mình giờ sao? Hả? Làm con quỷ quái này. Làm giờ muốn gì? Hả? Trời ơi, trời. Muốn gì? Muốn làm gì nó làm đi, không có nói nữa. Bữa nay rầm ta ăn chay. Rồi, rồi, biết rồi, trời ơi. Trời ơi, cái con này, cái con này. Trời ơi, trời ơi. Người ta chơi mà chơi tàn lên. Trời đất ơi. Có hai đội giải quyết con đi kìa. Ôi nước không, dạ. Trời nước không. Ủa gì, ủa nãy gì? Giờ là em tặng con xuống. Em xin lỗi. Chị Nô, bên đây nè chị Nô. Đây đây, chị đây, chị đây. Từ từ. Mọi người dân. Ủa trời ơi. Sao rồi? Trời ơi. Trời, em lo cho mọi người ghê luôn vậy á. Coi chừng kìa em ơi, ca xấu ca kia kìa. Khó thật sự luôn á. Em tụt. Chị lấy tay đi bốc luôn kìa. Mọi người ơi. Mình gấp thì mình gấp, nhưng mình nhớ lấy hình á, mình quay qua hướng này nè. Vậy ha. Rồi bây giờ mình đi hướng này, mình bơi nha. Trời ơi. Trời ơi. Mình đứng ra hiền đi. Ủa mình còn không anh? Kìa coi biết nhảy xuống xíu nè. Ủa. Cảm ơn nha em. Phan, chương trình mình có luật lệ gì không vậy? Sao mà tụi trong em mà. Sao tôi theo mọi người hay vậy? Chương trình mình có luật rừng á. Luật rừng á. Bên đây người ta bốn trái rồi đó, bên kia mấy trái rồi nè. Trời ơi trời. Rồi, giờ mà anh lên níu giúp giùm cho em. Dạ được rồi, cảm ơn anh. Tụi em tự lo được mà. Ê, ê, ê. Rồi rồi, bên kia mình giành giật đi nè đó. Nước dữ lắm mà. Anh ơi, bữa nay 15 rằm anh ơi. Rằm biết gì. Mình bắt đầu đi nè. Rằm biết gì. Ồ. Ôi trời ơi, anh ơi. Đập nó hại mình rồi anh ơi. Trời ơi, sao mà tạt nước người ta. Trời ơi. Ráng đi, ở đây có hai trái lần đó. Hết trơn rồi, ra xuống này hết trơn rồi. Quánh rồi nha. Dạ không có gì, em gửi cái này cho đẹp. Cái này nó có cái cây. Trời ơi trời. Nó mắc lẻ luôn. Nó có cái cây nè. Cho đẹp. Trời ơi. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? À. Ủa gì vậy? Để lên cho nó mất này kia. Cái gì vậy? Nani? Cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? Nước nôi. Có tao không? Có tao không? Rớt một trái rồi. Ngoại ơi, ngoại, ngoại tham gia cuộc chơi đi ngoại. Không, mệt mệt lắm. Bốn trái là bên
kia mấy trái đó nè. Xong đánh lạc hướng bên đó đi, để trái qua đây. Rồi. Đánh lạc hướng đi. Bên kia kìa, bên kia kìa. Em muốn qua bên kia em lấy. Em qua hết độ bên đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, có em thấy. Đi ra bên kia kìa. Đâu đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Đi đâu, đi đâu, đi đâu lắm. Con bị người ta ăn hiếp. Cố lên, cố lên, đứa con ơi, cố lên. Không ăn hiếp. Không được, ngoài phải giữ của. Trời ơi, ngoại ơi, ngoại không chơi không ngoại. Thôi giữ tài sản mình đi, được rồi, được rồi, được rồi. Để anh chặn nó, đi vô đi, đi vô đi. Giật nó lại mà không vậy. Được. Ôi, ôi. Chú ơi, chú ơi. À còn con này. Ê lấp 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 lấp. Lôi Hưng lên. Để chơi khô máu luôn á. Trời ơi. Ngoại ơi, tính sao ngoại? Ngoại giữ của. Giữ của hả? Ừ. Cho con đem con xử anh Hưng. Anh Hưng. Lôi kim đính. Cánh hông. Đây. Lăn nó xuống sông chưa anh? Không. Không. Người ta nói á là châu bò hút nhau, người khôn hưởng lợi. Đấy, cái nhìn của nó kìa. Ôi ôi, tao nói là trời ơi, không biết ai hành, còn em đấy, ôi dồi ôi. Vớt trái dừa. Xuống đây. Mình chơi vớt trái dừa. Chơi cho chọc lén vậy. Đây con kia. Không đâu. Không có. Trời ơi. Không làm như vậy. Ngoại ơi, tất cả mọi người đều xuống rồi. Con nghĩ ngoại cũng nên xuống đi. Để nó tự xuống, để nó tự xuống. Ê, nó trốn kìa. Ngoại ơi, bà ngoại đứng đi theo con. Ngoại ơi, ta kéo luôn con. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Xuống luôn một bài. Mày một mình mày. Để tao đưa xuống. Ngoại ơi. Không trời xuống. Xuống đi ngoại ơi. Ngoại, ngoại bị thương rồi, ngoại bị thương rồi.
Trời ơi, đổ má ơi. Mình đến với giai đoạn là tổng kết số trái mà mình đã hốt, đã chụp, đã giật, đã chèo kéo, đã nắm đầu, giật tóc. Nhưng mà nãy là quy định là lấy hai cái đồ gấp lên thôi mà. Ai quy định? Kỳ á. Ai quy định? Em. Đâu quy định đâu. Trong thời gian mà mọi người chèo là quy định nó thay đổi rồi. Quy định thay đổi hả? Nó có chạy chữ tại màn hình, tại mọi tại nó nói ra rồi. Cái quy định thay đổi như nắng hiểu không? Mới vừa mới nắng vậy giờ ngủ ngắt rồi. Mát liền rồi. Thay đổi liền. Đúng rồi. Sư phụ em. À, tại vì á, sư phụ truyền một cái nghề đó là cháo trở. Sao mà tự tin được trời. Bây giờ mình đếm thôi nha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm, sáu, bảy. Ủa là mình đếm tới vô cực. Tám. Anh ơi, anh đừng có đếm cái vòng luân hồi này hoài luôn, mệt lắm nha. Bốn trái bên đây, một, hai, ba, bốn. Không, hồi nãy anh tới năm trái lận, anh gần tới rít cái anh chợt, anh gần tới rít cái anh chợt anh té. Ủa, đó. Ủa, nó chơi cái trái này của anh nè. Trời ơi. Sao mà anh đẻ nó ra được vậy? Cái lụm nha, trên tờ nha. Đập rớt nha mày, trời ơi. Ngoại ơi, ngoại ơi, cái này cũng hành. Không phải, không phải đâu. Bỏ ra ngoài, ngoài, đừng có bỏ trái thận mình vô ngoại ơi. Bỏ ra đi ngoại. Đi ra rớt kìa. Hai. Tính. Rồi, bên đây bốn. Bên đây năm trai. Chúc mừng đợi anh đạt chính hơn. Em nói nghe nè. Em làm MC, em làm ban giám khảo như ai che mắt em á. Không phải bây che mắt nè, che bằng tiền á. Thua là thắng tí cho 500. Trời. Lát nữa cho thêm xi men đeo vào. 5 triệu. Thôi bây giờ nói một câu công bằng vậy nè. Em tới đây để em làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật dữ chưa? Làm nghệ thuật dữ chưa? Nghệ thuật cho nên em không phải em không phải sống vì tiền đâu, nó thiệt anh chị nha. Cho nên là bây giờ tiền biết rồi, 5 triệu mà. À, đội chiến thắng là đội 5 triệu. Đội 5 trái. Đội 5 trái là đội chiến thắng. Cho nên đội 5 trái sẽ được 50 ngàn. Và đội 4 trái cũng được 50 ngàn. Mỗi trái 50 ngàn mà. Hồi nãy mới nói mỗi một trái 50 ngàn. Không. Nhưng mà hồi nãy là thông báo vui rồi. Cái lúc mà mọi người chơi là có thông báo chạy chữ lại rồi. Không, hồi nãy thông báo là vui đúng không? Mà thấy chưa vui đâu. Bây giờ đánh con này mới vui nè. Sở dĩ mà hai đội mỗi đội đều được 50 ngàn là tại vì đội nào cũng ăn gian. Không có đội nào trung thật. Hai đội chơi mà chơi tiểu xảo, chơi kỹ xảo, chơi những cái kỹ năng mà không cần tới trong chương trình. Trời ơi. Ủa mình còn không anh? Thì còn biết nhảy xuống xíu nè. Bên kia được 3 cái rồi. Được 3 cái rồi. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Ha. Đây là khuyến khích gọi là cái giải an ủi đó. Chứ lẽ ra là đuổi khỏi chương trình luôn rồi. Nhưng mà nếu đuổi vô. Nhưng mà nếu đuổi vô. Ôi trời. Rồi 50 ngàn đi. Cái gì kỳ vậy? Không cần nghe nữa, mệt lắm. Bây giờ cũng đứng cũng 50 ngàn. Còn đổi bên này mà. Nè mình giữ nhân văn đi em. Ờ, dạ mình đó. Nâng niu anh ha. Nâng niu trân trọng đó. Bởi vì cái gì cho nó đẩy ra xuống dưới này nó đầy nè. Nông dân mà. Thật ra những cái trái này á, nó có sức chịu thương chịu khó lắm mọi người. Dù cho mình có lăn lộn như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứng cáp. Lập. Hả? Không phải chương trình quà tặng cuộc sống. Mình đang nói về cái tính chất của cái trái này là đặc biệt chỉ có vùng 7 núi mới có cái trái này thôi. Tiếp một đoạn nữa. Nó đặc sản và cái trái này trồng rất là lâu năm mới có hoa và có trái có nước. Bao nhiêu năm có hoa? Nghe đồn là gần 100 năm á. Am hiểu quá. Rồi thôi, ngay bây giờ mỗi đội sẽ được 50 ngàn và chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo.